Chào các bạn. Hôm nay chúng ta livestream cái chủ đề 10 cái lưu ý rất là quan trọng mà khi chúng ta ra khởi nghiệp mà chúng ta là người ít tiền, không có tiền. Các bạn có đồng ý với mình rằng là rất là nhiều người họ bỏ tiền rất là nhiều, thậm chí cả triệu đô, họ làm một thời gian họ mắt trắng không ạ? Và các bạn có đồng ý với mình rằng là có những người họ bắt đầu ra đâu có tiền nhiều đâu, đâu có vốn nhiều đâu, tuy nhiên họ vẫn cứ khởi nghiệp được và nó vẫn cứ thành công được. Vậy thì sự khác biệt của hai cái con người đó là gì? Phần nhiều lắm, nhiều người trong xã hội họ có rất là nhiều tiền, rồi mất tiền, rồi có đất rồi bán đi cái miếng đất khởi nghiệp mất hết, ba mẹ làm lụng cả cuộc đời để giành được cái miếng đất, về nhà cầm tiền đi khởi nghiệp mất hết tiền. Và đây những người ở ngoài xã hội các bạn thấy không ạ? Họ không có tiền, thậm chí họ hai bàn tay trắng, họ cũng chả có mối quan hệ, họ cũng chả có kinh nghiệm, họ cũng chả có những cái lợi thế như một số người có, nhưng mà họ ra khởi nghiệp họ vẫn cứ thành công. Cái sự khác biệt đó là cái gì? Và tối hôm nay mình gửi đến các bạn những cái lưu ý rất là đặc biệt này. Và chương trình livestream mới có bắt đầu thôi, lâu quá rồi mình mới livestream lại, nên bây giờ chúng ta chào nhau, chúng ta làm quen nhau, chúng ta kết nối nhau. Chào bạn Kiều Diễm, chào bạn Mai Anh Vinh tuyệt vời, chào bạn Tây Võ, lâu quá chưa gặp em, hồi nào kết nối ha. Chào bạn Việt Nguyễn, Nguyễn Nguyệt, chào bạn Nguyễn Hồng. Vâng, và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn lưu ý, các bạn nhớ. Và bạn nào mà lần đầu tiên xem cái livestream này của mình thì các bạn như thế nào các bạn comment xuống số 1 thông qua Facebook chúng ta biết nhau, để chúng ta kết nối nhau, chúng ta làm quen nhau. Nếu các bạn chọn hành trình kinh doanh thì chúng ta là những người kết nối nhau và làm quen nhau. Vâng, và để tiếp tục thì chúng ta chào bạn Xuân Nguyễn. Vâng, chào bạn Trần Hương Dương. Để tiếp tục thì ngày nay cái phong trào khởi nghiệp, các bạn thấy không ạ? Cái phong trào khởi nghiệp là cái phong trào mà nó diễn ra khắp mọi nơi. Đặc biệt là giới trẻ của người Việt của chúng ta thì lại là đam mê khởi nghiệp nữa. Vì sao? Vì lương thấp quá, đúng không? Làm công khổ quá. Mình có dịp đi một số nước thì người ta thực sự không đam mê khởi nghiệp nhiều đâu, bởi vì lương người ta rất là cao, làm việc rất là lương cao, các cái doanh nghiệp nó trọng dụng nhân tài, nó sử dụng người rất là nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì đi làm một thời gian là nghĩ tới cái việc khởi nghiệp, bởi vì sao đi làm công thì lương thấp quá, làm kinh doanh thì cái cơ hội nó nhiều hơn. Với ở Việt Nam của chúng ta thì người làm kinh doanh nó cũng khá ít, nên là chúng ta cũng nên ra làm khởi nghiệp nhiều. Tuy nhiên cái suy nghĩ của bạn rất là tốt, những cái điều đó nó rất là hữu ích, nhưng khi bước chân ra đường là té nhầm mặt, té tơi tả, mất tiền mất bạc và nghĩ rằng khởi nghiệp nó khó quá. Khởi nghiệp nó là một cái nghề, kinh doanh nó là một cái nghề, giống như bạn đi lái xe nó cũng là một cái nghề, bạn đi làm kế toán nó cũng là một cái nghề, bạn đi làm tiếp thị nó là một cái nghề, bạn làm đi làm sale nó là một cái nghề, thì kinh doanh nó cũng là một cái nghề. Và đã làm được cái nghề thì chúng ta phải hiểu sâu sắc về nó, chứ không phải là cứ muốn kinh doanh rồi kinh doanh theo bản năng, kinh doanh theo một cái cách phản xạ thì làm sao mà kinh doanh được. Vậy thì khi ra kinh doanh thì các bạn cần có cho mình một cái ý tưởng tuyệt vời, đúng không? Một cái sản phẩm tuyệt vời, một cái dịch vụ tuyệt vời, hoặc là các bạn phát hiện ra một cái nhu cầu gì đó. Chào bạn Ngô Trường Vĩnh, chào bạn Phạm Hằng. Và từ cái ý tưởng đó bắt đầu chúng ta mới bắt đầu lên một cho mình một cái hạch kinh doanh. Ai cũng vậy, từ một cái suy nghĩ, từ một khát khao, từ một ý tưởng, từ một cái sản phẩm, bắt đầu chọn cho mình một lĩnh vực kinh doanh. Chào bạn Bảy, chào bác sĩ Bảy ở Cần Thơ, chào bạn Hồng Trần. Tuy nhiên trên cái hành trình làm kinh doanh đó, có người thì có ý tưởng tuyệt vời nhưng mà ra là thất bại. Nó thất bại có thể là thất bại từ cái cách làm, hoặc nó thất bại từ cái cách chọn sản phẩm, nó thất bại từ cái kỹ năng bạn không biết, tức là nó có nhiều cái lý do để bạn thất bại ở phía sau đó. Thất bại có thể là bạn đầu tư quá tráng, người ta gọi là vung tay quá nhiều nhưng mà vào cái chỗ không hợp lý. Thất bại do bạn yếu tay nghề, nó có rất là nhiều nguyên nhân để chúng ta thất bại. Tuy nhiên
Cái quan trọng á ở đây là chúng ta làm sao phải hiện thực hóa được những cái thất bại, những cái ý tưởng đó mà trong tay của chúng ta có rất là ít tiền và không có tiền, đúng không ạ? Vậy thì cái thứ nhất à, thứ nhất, một người ra khởi nghiệp, các bạn ghi vô đi, các bạn nêu thứ nhất đi ạ. Một người ra khởi nghiệp thì bạn nên bắt đầu, các bạn nốt vô cái điều này rất là quan trọng nè. Bạn nên bắt đầu từ những cái gì mình đang biết và đang có sẵn à. Vì sao nó như vậy? Bởi vì khi mà mình bắt đầu từ những cái gì mà mình đang có sẵn á, mình đang biết, ví dụ là kỹ năng đó mình đang rất là giỏi, à, cái tay nghề đó, cái kinh nghiệm đó mình đã có rồi, thì khi mà, hoặc là cái sản phẩm đó mình đã trải nghiệm rồi, mình đã am hiểu nó, cái dịch vụ đó nó nằm trong cái phạm vi mà mình đã nắm và mình đã kiểm soát được đó, thì gần như là bạn ra bạn cứ đi từng bước là bạn sẽ làm được. Còn nếu mà bạn chọn một cái sản phẩm rất là mới, một ý tưởng rất là mới, thì nó vô cùng rủi ro. Bạn là người ít tiền nữa mà bạn lại lao vào cái mới, hoặc là bạn làm một lĩnh vực mà nó phụ thuộc nhiều vào cái nguồn lực ở bên ngoài quá, làm cái gì mình cũng không biết, mình cũng phải đi hỏi người khác, mình phải đi nghiên cứu, mình chưa thực sự va chạm về nó nhiều, thì cái lĩnh vực đó là bạn cần phải có thời gian, bạn cần phải có tiền, chào bạn Nguyễn Thưởng, bạn cần phải có những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời để bạn mới gì ạ, bạn mới đào sâu được nó, bạn mới am hiểu về nó thì bạn mới làm được. Nên cái đầu tiên mà để giảm cái hạn chế rủi ro của một người khởi nghiệp là hãy chọn cái mà chúng ta rành rẽ về nó, cái mà chúng ta am hiểu về nó, cái mà chúng ta đã va chạm, chúng ta đã trải nghiệm về nó rồi, chúng ta biết được thế mạnh của nó, chúng ta biết được cái điểm yếu của nó là gì. À, thì khi chúng ta bắt đầu từ những việc đó thì chúng ta đỡ và hạn chế rủi ro rất là nhiều, nhiều lắm, hạn chế rất là nhiều rủi ro. À, nhưng cái sai lầm của rất là nhiều người là ra khởi nghiệp đó, là cứ ăn to nói lớn, là muốn làm một cái gì đó nó hoành tráng, nó lớn lao lắm, nhưng mà thật sự thì tự rước họa, tự rước những cái rủi ro vào mình rồi thôi. À, nên nếu mà ai mà không ngoan á, hoặc là chúng ta đi những cái mà thị trường nó đã chấp nhận rồi, đi những cái mà đã có người, đã có doanh nghiệp đã chứng minh cái việc đó là làm là tốt rồi, à, thì chúng ta sẽ từng bước chúng ta đi được. À, nó là cái cách chúng ta đi, cái cách chúng ta chọn, cái đó là cái điều nó rất là quan trọng. À, vừa rồi một cái điểm lưu ý thứ nhất là mình mà nói nên chọn những lĩnh vực mà mình đã am hiểu nó rồi, mình đã biết chắc về nó rồi, nó giúp cho bạn hạn chế đáng kể luôn. Đấy. Cuối cùng cái cuộc chơi khởi nghiệp là cái cuộc chơi mà cuối cùng chúng ta phải thắng mà. À, chứ đâu phải là chơi ra khởi nghiệp để mà chứng tỏ ta là người làm chủ đâu, đâu phải chứng tỏ với bạn bè ta là giỏi đâu. À, nên chúng ta cần phải có một cái tư duy và một cái nhìn nhận rất là sâu sắc. À, về cái mạng chúng ta làm kinh doanh, cái lĩnh vực chúng ta bắt đầu. Bạn nào lần đầu tiên xem cái livestream của mình, lần đầu tiên các bạn biết mình thì các bạn comment số 1 nha. À, vậy thì cái thứ hai sau cái điểm thứ hai là chúng ta như thế nào ạ? Sau khi làm xong rồi cái điểm thứ hai này, các bạn nêu cái điểm thứ hai này, sau khi mà chúng ta chọn cái lĩnh vực đó rồi á, thì cái điểm thứ hai là chúng ta cần lên một cái bảng kế hoạch chi tiết. À, cần lên một cái bảng kế hoạch chi tiết, hay là người ta gọi là cái bảng kế hoạch kinh doanh, một cái bảng kế hoạch chi tiết về lĩnh vực kinh doanh đó. Chào bạn Ngoan Nguyễn ở Tây Ninh. À, chào bạn Nguyễn Tấn Đường, ok chưa? Chào bạn Phan Xuân Hương, chào bạn Kỳ Nam, chào bạn Xuân Nguyễn. À, chúng ta cần phải lên cho mình một cái bảng kế hoạch chi tiết, người ta gọi là bảng kế hoạch kinh doanh đó, hoặc bảng kế hoạch chi tiết. Dĩ nhiên các bạn chưa kinh nghiệm thì các bạn chưa có làm được, nhưng mà phải làm nó. Lên Google search để làm, hoặc là đi hỏi người này người kia, có khó khăn cũng phải làm. Tại khi mà chúng ta làm trên giấy á, nó giúp cho chúng ta định hình, nó giúp cho chúng ta định hình, nó định hình ra được một cái bức tranh. À, định hình ra được là chúng ta cần bao nhiêu tiền, tức là chính các bạn phải làm, đừng có nhờ ai làm hết, chính các bạn phải làm.
làm trong khả năng của mình, biết tới đâu làm tới đó, lên đọc Google, rồi lên internet, gặp những người xung quanh hỏi để biết vậy em muốn làm này thì em phải bắt đầu từ đâu làm gì, mà phải lên một cái tờ giấy ghi rất là chi tiết. Thì khi mà quá trình chúng ta ghi ra đó là cái đầu chúng ta nó định hình, người này góp ý, người kia góp ý, để chúng ta biết rằng có những cái nào chúng ta còn chưa biết, cái gì chúng ta chưa am hiểu, và nó giúp cho chúng ta định hình rõ một cái bức tranh. Chúng ta không còn lơ mơ về lĩnh vực nữa, bạn chỉ cần ngồi ghi ra thôi. Chào bạn Nga, rất là tuyệt vời em, đúng là buổi tối rất là ấm áp em. Em chia sẻ cái livestream về nhà em chưa? Chào bạn Giác Nguyễn, ok. Chào bạn Nguyễn Thanh Đức. Mà khi mình lên một cái bản kế hoạch chi tiết, ví dụ như là chuẩn bị cái này thì chúng ta cần bao nhiêu tiền, và để ghi ra được cái con số cần bao nhiêu tiền, các bạn thấy không ạ? Các bạn cần phải tính toán. Các bạn cần phải tính toán chứ đâu phải là tự nhiên là chúng ta muốn là nó có được. Và trong quá trình chúng ta tính toán đầu tư cái này nó bao nhiêu tiền, nó làm cho bạn gì, nó làm cho bạn định hình ra được rồi chi phí đầu tư ban đầu đó là bao nhiêu, bạn nhớ ra cái chi phí đầu tư ban đầu đó là bao nhiêu, thì quá trình bạn làm như vậy bắt đầu nó giúp cho bạn định hình ra được mình rồi, chi phí A là gì, chi phí B là gì, chi phí C là gì. Khách hàng thực sự của chúng ta là ai? Bạn nhận ra khách hàng thực sự của chúng ta là ai? Thì quá trình chúng ta làm từng bước vậy, sản phẩm chúng ta bán vào cho cái phân khúc nào? Phân khúc nào? Cho bạn Phạm Sơn, tuyệt vời bạn. Chứ đâu phải là chúng ta muốn bán là bán. Ngày hôm qua ở cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 151, có bạn kia bạn ra khởi nghiệp và bạn thất bại tơi tả luôn. Bây giờ đang nợ mấy trăm triệu đó, và bạn đi học cái lớp của mình, bạn nói là phải chi bạn biết cái lớp của mình sớm thì bạn đỡ biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà chừng cuối cùng á, khi mà bạn thất bại rồi, chào thầy, rất may mắn học được kinh nghiệm từ thầy chia sẻ, cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Hưởng nhiều. Bạn Phạm Sơn thì đến lớp thôi bạn Sơn ơi. Thì cái câu chuyện của bạn là nó vậy. Quay lại cái câu chuyện của bạn thì bạn mất rất là nhiều tiền rồi, nhưng mà nhưng cuối cùng á, khi mà đứng lên hỏi á, thì bạn không, vẫn không xác định được khách hàng. Bạn rất là chung chung, bạn nói rất là chung chung, bạn không xác định được. Mình hỏi là khách hàng mục tiêu của bạn là ai, khách hàng tiềm năng cụ thể bạn là ai, thì bạn không trả lời được. Mà kinh doanh mà không nắm rõ khách hàng mục tiêu của mình là ai thì bạn tốn rất là nhiều chi phí, bởi vì bạn bán cho ai, bạn gặp ai bạn cũng bán thì đâu có được. Mình ví dụ các bạn khách hàng mục tiêu nè, các bạn có sẵn sàng để mình ví dụ không ạ? Các bạn sẵn sàng để mình ví dụ, nếu mà bạn nào sẵn sàng thì comment xuống sẵn sàng. Làm chung chung thì làm sao mà bán được? Cái khách hàng cứ chung chung thì không thể làm được. Chào bạn Thu Hồ. Vậy thì cái bài toán gì ạ? Làm sao để chúng ta xác định nó là sản phẩm chúng ta phải bán vào cái phân khúc khách hàng nào, thì nó phải rất là rõ ràng cái phân khúc khách hàng đó. Chào bạn Khanh Nguyễn. Chào bạn Tuấn Nguyễn Văn. Chào bạn Đỗ Vũ Cường. Chào bạn Nguyễn Đỗ Thái Trọng. Ok. Làm gì mà có vụ mà bán chung chung. Và cuối tuần này nè, mình chia sẻ các bạn mà sell rich nè, cái lớp bán hàng nè, rồi xây dựng quy trình và đội ngũ bán hàng như thế nào, là mình sẽ giúp cho các bạn có những cái bài bán hàng mà tập trung đúng với đối tượng khách hàng. Làm gì có cái vụ mà bán hàng là chung chung được. Bây giờ mình ví dụ ha, ví dụ như là bạn bán cái kem đánh răng thôi, bạn bán cái kem đánh răng, nhưng mà bạn bán cho trẻ em thì đó là một cái gì ạ? Cái kem đánh răng nó hoàn toàn khác, kem đánh răng nó hoàn toàn khác. Trẻ em là kem răng gì ạ? Nó càng sặc, đúng không? Nhưng mà nó không được cay. Trẻ em cay thì sao được? Bạn hiểu chưa? Thì đảm bảo chúng ta phải làm được cái loại kem đánh răng mà trẻ em nó đánh được, nó cảm giác ngọt, nó còn thích đánh nữa khác. Mà lỡ nó cứ bị nuốt luôn á thì nó vẫn không sao. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Vậy thì cái kem mà bán cho trẻ em nó lại hoàn toàn khác. Rồi cũng cái kem đánh răng mà cái độ tuổi các bạn không, cái độ tuổi lớn hơn một chút xíu
độ tuổi ví dụ là từ 18 cho tới 25 tuổi tuổi đi, chứ độ tuổi đó là tuổi thanh niên nó mới lớn. Thì nó như thế nào ạ? Cái kem nó đang lúc đó các bạn thấy cái kem răng đó chúng ta không thể nuốt được. Tại vì, và nó tập trung vào yếu tố nào ạ? Nó tập trung vào yếu tố gì? Trắng răng. Cái đồ trẻ nó trắng răng. Nó cần trắng răng, cay cay cộn cũng được, đâu cần phải ngọt. Kem răng lúc đó đâu cần phải ngọt. Cái xe tại người lớn rồi nó biết rồi, nó đâu có thể nuốt cái kem răng được. Nhưng cái nhu cầu nó lúc đó là nó cần gì? Ngoài cái sạch miệng không là chưa đủ. Nó cần gì? Nó cần trắng răng nữa. Nó cần gì? Nó cần cái miệng nó phải thơm nữa. Tại vì sao thơm? Cái độ tuổi đó là nó đi ra ngoài nhiều, nó giao tiếp nhiều. Thậm chí nó đi tán gái nhiều. Nó gặp bạn gái của nó mà cái miệng nó hôi rình là sao sao được. Chưa nói là môi tụi nó chạm nhau nó ra đường nó hít lung tung nữa. Các bạn vô ra đường này này chứ cái miệng nó hôi sao được. Cái răng nó phải trắng. Miệng nó phải tốt. Các bạn thấy chưa? Đó, cái phân khúc kem đánh răng cho trẻ nhỏ chứ kem phân khúc đánh răng cho cái độ tuổi tuổi tinh là nó khác rồi. Rồi cái phân khúc đánh răng ví dụ là cũng cái người từ độ tuổi khoảng 50 tuổi độ lên họ cũng dùng kem đánh răng. Nhưng mà lúc này họ đau trắng càng trắng răng, cái trắng răng là một lẽ. Không có miệng cũng là một cái vấn đề khác, nhưng mà họ cần cái gì về khác. Họ cần cái gì khác nữa. Lúc đó răng họ yếu rồi, nó hay ê răng, nó rất là dễ rụng răng. Họ cần cái kem răng nào đó mà bảo vệ được cái miệng, nó bảo vệ được cái răng nó tốt hơn. Thì lúc đó nó thích hơn, họ thích hơn, chúng ta dễ bán cho họ hơn. Các bạn nào ý ra điều này, làm gì có cái chuyện mà già trẻ lớn bé mua cùng một loại kem đánh răng. Nên là chúng ta phải xác định được cái khách hàng của mình, làm cái bản kế hoạch kinh doanh để chúng ta định rõ được. Dĩ nhiên có nhiều lúc chúng ta không phải là đơn không là chúng ta định khách hàng là đúng ngay liền đâu chứ. Người có cái điểm tính làm được, nhưng mà các bạn cần phải làm cái bản đó để làm gì? Để chúng ta định hình ra được, chúng ta vẽ ra mình được một cái bức tranh nó rất là rõ ràng. Còn không định hình thì làm sao mà chúng ta vẽ được. Nó là cái bước thứ hai, là cái bước chúng ta cần phải ra cho mình, các bạn rất là rõ ràng. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình, biết mình qua livestream này thì các bạn comment số 1 để chúng ta làm quen với nhau. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên của mình xuống, giới thiệu ngành nghề của các bạn làm để chúng ta cơ hội chúng ta làm quen với nhau các bạn ơi. Chào bạn Huy Phạm, để chúng ta kết nối làm quen với nhau. Chào bạn Phạm Hải, tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Hoàng Nguyên. Vâng, sau cái livestream này mình sẽ kết nối với các bạn. Những bạn mà lần đầu tiên với mình thì mình sẽ kết nối với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Nó là cái bước số 2 chúng ta phải làm. Xong bước 1 rồi chúng ta phải làm bước số 2. Bước số 3. Bước số 3 là cái bước gì? Cái bước số 3 là cái bước là bạn phải cầm cái bản kinh doanh đó, bạn đi gặp những người có kinh nghiệm. Mà nói đi nói lại là gặp những người có kinh nghiệm, đừng cứ gặp những người không có kinh nghiệm. Gặp những người không có kinh nghiệm thì làm gì? Họ cứ nói lung tung thôi, họ chả có kinh nghiệm. Tức là những người có kinh nghiệm là những người gì? Là những người họ đã kinh doanh rồi. Bạn hình dung chưa? Bạn đã, họ đã kinh doanh rồi. Em ở nước ngoài được bạn giới thiệu về thầy và em có nhờ mua 2 cuốn sách của thầy. Vâng, cảm ơn em. Những cái người ok chưa? Những cái người họ có kinh nghiệm là những người nào? Là những người họ đã ra kinh doanh rồi, họ kinh doanh rất là thành công rồi. Họ biết chính xác lĩnh vực kinh doanh nó là cái gì rồi. Đừng cứ đi hỏi những cái người học hành nhiều, kiến thức thì đầy đầu nhưng mà lại là không có làm được cái gì. Hoặc là họ vẫn còn đi làm công thì sao mà họ tư vấn cho các bạn được? Tại vì các bạn đang lập một cái dự án kinh doanh mà. Các bạn hình dung chưa? Hãy tìm những người mà họ làm kinh doanh được và họ làm kinh doanh thành công đó. Thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta hãy hỏi họ để họ biện luận với mình. Họ biện luận nảy lửa với mình luôn. Họ hỏi hết. Và trong quá trình họ hỏi họ biện luận, họ làm cho bạn gì? Phải suy nghĩ, phải trả lời y như là một cái kế cuộc thực tập bằng cái tâm trí. Những cái phương án nào đó để chúng ta làm ra. Phải biện luận rất là kỹ. Và phải nên nhớ là phải hỏi những người có kinh nghiệm. Còn những người khác thì không khi được. Dĩ nhiên
khi mà bạn hỏi ông quỷ nào ông cũng khuyên được đó. Bạn ra bạn hỏi ông sơ ôm ông cũng khuyên được. Bạn hỏi một cái thằng trưởng phòng nó đi làm ở công ty nào đó nó cũng khuyên được, nhưng mà cái góc nhìn của nó là cái góc nhìn của người chưa làm kinh doanh. Rồi bạn hỏi những người họ đã thất bại họ cũng khuyên bạn mà được, nhưng mà những cái lời khuyên mà nó giá trị nhất cho chúng ta là đó là những người họ đã ra kinh doanh và họ đã thành công rồi, và họ đang kinh doanh thành công và họ đang làm rất là tốt. Hãy hỏi những con người đó thì Chúa sẽ nhận được rất là nhiều cho bạn thoải mái. Nó là chúng ta rất cần cái bước đó, phải đi làm đi. Có nhiều lúc các bạn rồi có nhiều bạn đi hỏi thì như thế nào, các bạn rất là chủ quan lắm. Ai lập các bạn có kinh doanh đều không tích cực, đều rất là tích cực, đều rất là tin tưởng cái dự án mình thành công. Cái đó là cái của bạn viết ra mà. Nhưng mà người có kinh nghiệm họ vặn lại bạn thì nó làm cho bạn có một cái nền khác, nó giúp cho bạn có một cái góc nhìn hoàn toàn khác về lĩnh vực mà bạn đang làm đó. Vậy là vừa rồi mình nói cái bước số 3. Bước tiếp theo đó là làm gì ạ? Là bước thứ tư. Sau khi mà bạn biện luận với người thành công rồi á, bạn rút lại á cho bạn Trần Việt Phú, cho bạn Phúc An. Sau khi mà bạn định hình ra được rồi đó, đúng không? Bạn định hình ra được rồi đó, thì bạn làm cái gì nữa? Bạn về bạn viết lại cho nó rõ ràng và như thế nào? Bạn mang cái bản kế hoạch kinh doanh đó, bạn nói với những người mà bạn quen biết, bạn nói hết, bạn nói với họ, chứ không phải là bạn gì à, không phải là bạn nhờ họ tư vấn, chỉ vậy thôi, bạn nói với họ, nói như thế nào, bạn nói là bạn làm lĩnh vực đó, tức là bạn càng nói với nhiều người thì bạn càng tự tin, bạn đâu nghĩ ra điều này mà, và bạn như thế nào à, bạn nhờ họ. Lúc này là không có phải là nhờ họ tư vấn, những người đó sao họ tư vấn cho bạn được. Người đó họ chưa kinh doanh mà họ tư vấn gì? Nhờ họ. Nếu mà có khách hàng, nó có người thân, nếu mà họ có khách hàng thì họ hãy mua hàng của bạn, hãy đặt hàng của bạn, hiểu không? Thông qua những mối quan hệ người thân quen, phần lớn là chúng ta ra kinh doanh là chúng ta giấu những người thân quen của mình tầm, không phải. Hãy nói cho họ. Và bạn họ ủng hộ bạn thì tiếp tuyệt vời, và họ có phản bác lại bạn thì bạn phải có lập luận rất là chắc chắn, bạn phải có rất là trình lập luận chắc chắn, đừng có để cái lời họ chụp mũ bạn rồi để đang mất nhuệ khí. Như vậy bạn không phải là người kinh doanh. Họ chưa ra kinh doanh họ góp ý tiêu cực không mà bạn lại chán với họ là không có đúng rồi. Bạn phải đủ bản lĩnh để bạn bác đi những cái suy nghĩ tiêu cực của họ. Và bạn phải biết họ làm sao trở thành khách hàng của mình. Và bạn phải nói với họ làm sao họ đi quảng cáo, tìm những mối quan hệ của họ để ủng hộ bạn. Các bạn có nhận ra này chưa? Nó là cái bước thứ tư. Là cái bước chúng ta đi gặp từng người một. Nói cái dự án kinh doanh của mình, nói cái công việc kinh doanh của mình, nói họ mua sản phẩm của mình. Nếu mà họ không mua sản phẩm của mình thì nói như nào? Nói cho họ như thế nào? Hãy đi quảng cáo cái sản phẩm của mình đi. Hãy như thế nào à? hãy giới thiệu cái món mang cho bạn. Các bạn thấy ý tưởng này tuyệt vời không ạ? Hồi nãy giờ các bạn học được cái gì ạ? Vừa rồi mình chia sẻ bạn đến cái điểm thứ tư rồi. Và hồi nãy giờ cảm ơn bạn Thảo rất là nhiều. Phải luôn luôn năng lượng chứ bạn Thảo ơi, làm kinh doanh mà không năng lượng thì làm sao mà kinh doanh được. Làm kinh doanh là phải nhiệt huyết, phải năng lượng. Một người kinh doanh là các bạn có nhiều khuyết và năng lượng. Không nhiều khuyết có năng lượng không làm được đâu. Nếu mà hôm nay mà bạn ra làm kinh doanh mà người thân đồ các bạn chưa biết đó, thì cái đó là lỗi của bạn. Bạn hãy gì? Bạn hãy tranh thủ đi. Bạn hãy tranh thủ đi nói từng người, bạn bè mình, đứa nào nó các bạn nói. Đứa nào mà phản bác bạn, nó không ủng hộ bạn là bạn phải đủ lý lẽ là bạn nói lại họ. Để giúp nó luyện cho bạn cái khả năng thuyết phục thôi chứ có cái gì đâu. Và những người nào nó như thế nào và hãy yêu cầu họ là hãy giới thiệu khách hàng cho bạn. Bạn phải yêu cầu họ rất là rõ ràng. Bởi vì sao bạn yêu cầu họ? Bởi vì họ là người thân của bạn. Còn bạn nói là người lạ thì bạn không có yêu cầu đâu. Bạn hình dung ra cái này chưa? Ok các bạn ơi.
Em phải có lòng đam mê nhiệt huyết, không được nản chí mới thành công được. Ok, cảm ơn, chắc chắn rồi. Tiếp tục các bạn, tiếp tục. Bước số 5, đúng không? Bước số 5. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về thì các bạn chia sẻ livestream này về đi. Bạn Hồi nè, em đã chia sẻ về trang của em chưa? Bạn Phan Xuân Hưởng nè, đã chia sẻ chưa? Bạn Trung Tiến nè, các bạn đã chia sẻ chưa? Chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi. Bạn Đỗ Phúc Cường. Nên là chúng ta cần phải đi theo thứ tự từng bước một. Bước số 5 đúng không? Hồi nãy mình đã bước số 5. Bước số 5 là phải lưu ý những cái khoản chi không cần thiết. Đã ra khởi nghiệp ít tiền rồi mà nhiều lúc các bạn cứ làm sang, các bạn chi rất là nhiều, chi lung tung hết. Làm sang mà lần đầu tiên trong đời được làm giám đốc mà làm sang mà mua máy tính mới. Cảm ơn bạn Tuấn Chặt Ly. Ok, bạn Thành chia sẻ về nhà các bạn chứ, bạn Thành ơi. Mua bàn ghế mới, thậm chí cái nem cạc cũng làm, loại cái nem cạc mà loại là bằng kim loại rồi gì đó. Nó là dành cho những người mà họ đã thành công rồi, họ có nhiêu tiền rồi. Mình mới ra khởi nghiệp thì mình cũng làm cái nem cạc rẻ thôi. Có người làm cái nem cạc, mỗi cái nem cạc có trị giá cả ngàn đồng, thậm chí mấy ngàn nữa. Nhưng mà doanh nghiệp thì chưa có. Nó là khởi nghiệp ít vốn thì chúng ta phải tính toán, đừng có chi nhiều, hạn chế những khoản chi. Những ngày đầu ra khởi nghiệp là luôn luôn dương, dương dù chỉ 1.000 cũng dương. Hạn chế những khoản chi, tính toán kỹ. Người ra khởi nghiệp hay bị vướng cái này, thấy cái gì cũng chi, thấy cái gì cũng muốn mua, thấy cái gì cũng muốn sắm sửa. Và nó làm như vậy á, nó làm cho ta cục vốn đi, thế toàn là chi không à. Nó là những người như vậy thì họ nói là khởi nghiệp cần phải có rất là tiền, và thực sự họ có tiền để làm gì? Họ sắm sửa, họ chi không à. Họ chi đủ thứ á, cái gì họ cũng đòi mua hết, mà họ không có biết cái chữ là liệu cơm gắp mắm. Lúc này mình đang khởi nghiệp thì dùng cái đồ cũ được rồi, dùng cái đồ mới rồi, chừng nào ra tiền có tiền chúng ta hãy đầu tư tiếp. Là chúng ta phải nhận ra cái tư duy này. Như vừa rồi mình nói các bạn từ số 1 cho tới số 5 rồi đó. Mình nói theo từng bước vậy đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chỉ như chúng ta còn 5 nữa, tới 10 điểm lặng mà. Bây giờ mình dành 1 phút để mình quảng cáo các bạn ha. Hồi nãy giờ mình chưa giới thiệu về mình, các bạn cũng giới thiệu về mình đi. Các bạn cũng giới thiệu về mình, mình tên là Nguyễn Thái Duy. Năm nay mình 43 tuổi. Mình là người gốc Khánh Hòa nhưng mà mình ở Sài Gòn, và Sài Gòn 27 năm rồi. Hiện tại là mình là sở hữu vườn ươm doanh nhân B-Training. Mình có một phút ông quảng cáo rồi mình sẽ chia sẻ 5 điểm tiếp. Vườn ươm doanh nhân B-Training. Cái chữ B-Training các bạn thấy không ạ? Cái khóa học nổi tiếng những năm qua của mình là cái khóa về làm chủ doanh nghiệp và cách khởi nghiệp từ tay trắng. Nó đi bắt đầu từ chính hành trình cuộc đời của mình. Cái đây là địa chỉ của trung tâm. Các bạn thấy số điện thoại, địa chỉ, trụ sở nằm ở đây đã 9 năm nay rồi. Còn thành lập nó năm 2009 lận. Đây là trang web của công ty btraining.org. Đây là những quyển sách của mình. Ba cái quyển sách của mình. Quyển Bị Dân Đầu Quay thì cơ là biển tiếng Anh đang bán ở trên trang Amazon. Cái quyển thứ hai là quyển Vượt Biển Lớn. Cái đơn của người khởi nghiệp từ năm xu. Và quyển thứ ba là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, là hướng dẫn bạn những cái bài học trong kinh doanh. Trong thời gian qua thì những cái quyển sách này đã được rất là nhiều bạn trên khắp mọi miền đất nước mua đọc, và họ nói họ rất là cảm ơn mình. Ngày nào mình cũng nhận hết, ngày hôm nay mình cũng nhận rất là nhiều tin. Họ rất là cảm ơn mình đã cho họ hai quyển sách. Có người thì nuối tiếc làm sao không biết sớm hơn, để họ học hỏi được những cái kinh nghiệm trong hai cái quyển sách này. Thì cái bạn nào mà trên khắp mọi miền đất nước mà bạn ra khởi nghiệp mà bạn chưa biết và chưa đọc những cái kiến thức từ kinh doanh từ trong hai cái quyển sách này thì ngay bây giờ các bạn inbox số điện thoại xuống thì cái quyển sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Ok bạn Trung Tiến. Và hai quyển sách là 210.000 theo giá bìa, tổng hai quyển sách là 210.000. Trong thời gian này free ship cho các bạn. Cái phí ship đến cho bạn mất hết gần 50.000 các bạn à. Miễn phí cho cái đó. Và bạn nào mà có sách thì có đủ hai quyển sách thì các bạn sẽ được add vào một cái group.
Bạn ngoan, đó là Nguyễn, mỗi ngày một chút thôi, rất hay, cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn sẽ được add vào cái group, và trong cái group đó khi mình có livestream, mình có bài viết thì mình sẽ đưa vào trong cái group đó để các bạn đọc. Tiếp theo đó là các bạn kết nối rất là nhiều bạn bè, những người đam mê kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Và lâu lâu mình sẽ vào trong cái group đó, mình sẽ chia sẻ về kinh doanh, mình sẽ nói chuyện cho các bạn, thậm chí mình chia sẻ về các bạn cái cách chúng ta đầu tư luôn, làm sao mà mỗi ngày chúng ta đều có tiền, mỗi ngày chúng ta đều kiếm được, mỗi sáng thức dậy là chúng ta có tiền, mỗi sáng thức dậy là chúng ta có tiền, đó là cái phương pháp đầu tư. Thì bạn nào mà có hai quyển sách này thì các bạn mới được ưu tiên vào trong cái group đó. Ok, cảm ơn em, cảm ơn bạn Thảo rất là nhiều. Các bạn vào trong cái group đó. Vâng, và bạn nào mà muốn mua sách thì rất là đơn giản, comment số điện thoại xuống, sách sẽ giao đến nhà các bạn cũng không cần chuyển tiền trước. Khi mà có sách thì sách tới nhà thì các bạn như thế nào, các bạn giao tiền cho người giao sách đó. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Hồi nãy giờ là mình nói tới điểm số 5 rồi đúng không ạ? Bạn nào ngồi tổng kết lại từ điểm 1 cho tới điểm số 5 để cho các bạn vào sau biết đi. Giờ vào kiểu gì hả thầy? Có rồi thì bạn comment xuống thì sẽ cho bạn cái đường link. Và các bạn nào mà trả lời được link thì các bạn mới vào được. Bài học dòng tiền luôn, học từ thầy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Thùy Dung Mai. Ngày mai các em nó sẽ giao sách đến nhà em. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn Thùy Dung rất là nhiều. Tiếp tục các bạn. Điểm số 6. Cái điểm số 6 là cái điểm gì ạ? Cái điểm là chúng ta phải biết cái chiến lược về liệu cơm gắp mắm, hoặc là có tiền đến đâu thì đầu tư đến đó. Có tiền đến đâu thì đầu tư đến đó. Dĩ nhiên ngày đầu mới ra khởi nghiệp chúng ta cần rất là nhiều thứ, ai cũng cần tốt cần ngon, cái chuyện đó là chuyện tất nhiên rồi. Nhưng mà không được chi ra tiền quá nhiều, không được làm nó như vậy. Mà chúng ta phải có tiền về thì chúng ta mới đầu tư, gọi là chiến lược cung chiếu đó. Điều đó có nghĩa, ví dụ như là trong cái việc kinh doanh mà bạn cần có cho mình một cái website, mình ví dụ đi, thì mới ra khởi nghiệp mà đầu tư cái website vài chục triệu làm chi, phí, hoang phí kinh khủng. Mới ra khởi nghiệp mà đầu tư website 5 triệu làm chi, rất là hoang phí. 10 triệu rất là hoang phí. Mới ra khởi nghiệp đầu tư website đơn giản thôi, 1.500.000, 1 triệu, 2 triệu có cái website rồi. Liệu công các bán các bạn đòi chứ, mới ra khởi nghiệp mà đòi web em phải đẹp, web em phải hành tráng, bởi vì web thương hiệu, khách hàng thì không có, mà tiền thì chi cho cái đó. Điều đó nó hoàn toàn không có hợp lý, không có hợp lý chút xíu nào hết. Mà khi mới ra khởi nghiệp là các bạn phải gì phải tiết giảm chi phí, nghĩa là liệu cơm gắp mắm. Điều đó không có nói rằng là các bạn không có đầu tư cho những cái sang trọng, điều đó không có nói nữa các bạn là vậy. Nhưng mà khi tiền về thì chúng ta lại tiếp tục đầu tư tiếp. Ở mình muốn nói là vậy, nên là doanh thu chưa có, dòng tiền chưa có thì mới ra khởi nghiệp đơn giản, website triệu là được rồi, hoặc là tự làm tự mày mò cũng được. Mới ra khởi nghiệp ai không muốn có một cái điện thoại livestream đẹp như vậy, nên mình đang livestream trên điện thoại này. Nhưng mà bạn không có tiền, bạn không đủ kinh phí, thì tự nhiên bạn mua cái điện thoại mắc làm cái gì? Thì chúng ta vẫn dùng cái điện thoại bình thường thôi, rồi chúng ta vẫn cứ livestream. Rồi khi mà có đơn hàng khách về nhiều thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đầu tư, tức là lấy tiền đó đầu tư cho nó. Chứ chúng ta không có đầu tư theo cái kiểu mà đổ tiền ra trước rất là nhiều, rồi sau này là làm cũng được ngập trong nợ. Nên là đầu tư cuốn chiếu, nghĩa là có tiền về rồi mới đầu tư thêm, có tiền về rồi đầu tư thêm, có tiền về, cứ cuốn chiếu nó như vậy. Chúng ta không thể làm như doanh nghiệp lớn, họ có tiền nhiều được. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Chúng ta không thể làm như vậy được. Nên là chúng ta phải làm từng bước nó như vậy. Đó là cái điểm số 6. Bạn nào mà mua sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống. Mình không thấy các bạn mua sách của mình. Hồi nãy giờ mới có thấy một mình bạn Dung. Bạn nào mua sách của mình thì comment số điện thoại xuống đi.
hai quyển sách 210.000 gửi đến tặng nhà các bạn. À, còn free ship nữa, rồi còn được vào group vào nhóm nữa, rồi còn được tắt khen nữa. À, vậy mà các bạn còn suy nghĩ gì ạ? À? À, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp tục, ok chưa? Chúng ta phải đảm bảo gì ạ? À? Cái bước số 7 là chúng ta đảm bảo là kế hoạch thu hồi vốn và thu hồi công nợ tốt, không được có để cục vốn. Đừng có làm ăn mà kiếm nợ nần để cục vốn thì nó dở hơi không thể tưởng được. À, tức là kế hoạch thu hồi vốn là sao ạ? À? À, thứ nhất là chúng ta phải có cái kế hoạch thu hồi vốn. Thu hồi vốn nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là bạn đã bỏ ra khởi nghiệp, ví dụ bạn đã bỏ tiền ra cho cái khởi nghiệp 200 triệu thì bạn phải trước mắt là bạn phải lấy lại 200 triệu đó, chứ phải nó dính ở trong đó, không phải. Các bạn có đồng ý khi mà bạn mướn tiền ngân hàng không? Rồi một thời gian ngân hàng nó lấy lại tiền của bạn không? Thì bạn phải đảm bảo cái hạt là thu hồi vốn. Vốn ra khởi nghiệp mình bỏ ra thì mình phải lấy lại chứ. Vậy thì trong bao nhiêu lâu bạn lấy lại nó? Bao nhiêu lâu? À, chào bạn Nguyễn Phan Hoài An. Tuyệt vời, chào bạn Trần Thị Thơm. À, bao nhiêu lâu bạn lấy lại nó? Bạn phải đảm bảo ra được cái việc đó. Nhiều người ra khởi nghiệp mà không có cái hạt thu hồi lại vốn luôn mới ghê chứ. Không biết ngày nào thu hồi lỗ. Không hiểu cái vốn em nó chôn nó, không phải. Bạn phải có cái hành để thu hồi lại nó. À, hồi kia bạn bỏ tiền túi ra 200 triệu thì phải từng bước lấy lại nó. Lấy lại 200 triệu hẳn. Hồi kia bỏ vô tiền mặt thì phải lấy ra tiền mặt. À, để chúng ta bảo toàn đường đó, bảo toàn gì? Bảo toàn cái vốn. Chúng ta cục vốn sao? À, rồi sao nữa? À, rồi sao nữa? Chúng ta phải đảm bảo kế hoạch là phải thu hồi được nợ. À, chắc em lấy hai cuốn luôn thầy nhé. Em tặng một cuốn cho bạn. Ok, cảm ơn em. Như vậy thì tốt lắm em, bạn Thị Dung rồi. Chúng ta sẽ đảm bảo thu hồi lại nợ đó. Có nhiều người ra kinh doanh thì tốt, rất là tốt. Công nợ thì đầy nhưng mà cái khả năng đòi nợ rất là kém. Một trong những kỹ năng tuyệt vời của người làm kinh doanh là chúng ta ngoài cái việc bán hàng giỏi, ngoài cái việc chốt đơn hàng giỏi thì chúng ta phải có cái hạch. Chúng ta phải có cái hạch làm sao mà lấy vốn được về. Được chứ sao bạn Trung Tiến ơi. Rất là đơn giản em. Em thoát ra rồi em bấm vào Facebook của mình là nó có nút chia sẻ, em bấm chia sẻ là được rồi bạn Trung Tiến ơi, điện tử Trung Tiến ơi. Rất là đơn giản vậy. Đó. Bạn Thơm nắm, em rất quan tâm vấn đề thầy nói. Ok, trong sách có sẵn rồi. Em mua hai quyển sách của mình về nhà đọc có hết rồi. Bạn Thơm nhé. Ok chưa? Thì các bạn thấy không ạ? Chúng ta phải có bán hàng giỏi thì phải có khả năng thu nợ giỏi chứ. Bán hàng giỏi mà chừng cuối cùng nợ cục vốn. Và các bạn phải nhớ một điều rằng, các bạn bán hàng cho cá nhân á thì nó còn hạn chế nợ. Nhưng bạn nào mà bán hàng cho doanh nghiệp á thì cái công nợ nó nhiều lắm và chúng ta phải có kế hoạch để thu hồi toàn bộ những công nợ đó, các bạn thấy không? Vậy thì vừa rồi mình nói các bạn hai điểm chính. Điểm thứ nhất là thu hồi lại vốn để bảo toàn được cái vốn. À, rồi khi mà chúng ta thiếu vốn thì chúng ta bỏ, chúng ta lấy đi từ cái tiền vốn hồi xưa đã vào rồi chúng ta lại rút về chúng ta trả vào. Và cái thứ hai là chúng ta phải đảm bảo được là chúng ta thu hồi nợ về. Không phải kinh doanh riết rồi cái nợ nặng cái nó ăn hết rồi. À, chúng ta phải rất là rõ ràng cho những cái việc đó. Hồi giờ các bạn đã bỏ vào đó bao nhiêu tiền rồi thì bạn đã lấy lại chưa? Còn nếu mà bạn chưa lấy lại thì cái điều đó nó không có thành công đâu. Cái điều đó là bạn kinh doanh là bạn vẫn còn đang âm nợ, bạn còn đang tự nợ đối với chính mình. Tại bạn đã bỏ vào đầu tư thì bạn phải thu hồi lại chứ, đúng không? Bạn mượn của vợ bạn, bạn lấy của vợ bạn 200 triệu thì sau này bạn phải trả lại chứ. Bạn mượn vốn của ngân hàng, bạn ra là bạn làm kinh doanh đi thì bạn cũng phải trả lại chứ. Tự nhiên bạn nói là nó dính trong đó luôn thì đâu có đúng, đúng không? Chúng ta cần phải có một tư duy nó rất là minh bạch, rõ ràng ở cái chỗ đó thì chúng ta mới làm kinh doanh được. Rồi, ok chưa? Vậy là vừa rồi tới bước số mấy rồi các bạn nhỉ? Tới bước số mấy rồi? Bữa nay các bạn nghe các bạn không gõ xuống nha. Mấy bữa mình thấy các bạn gõ xuống nhiều lắm. Nào không thấy các bạn gõ xuống. À, bạn nào mà chưa mua hai quyển sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống để các bạn mua hai quyển sách. À, ngày mai
các em sẽ giao hai quyển sách đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và các bạn sẽ được ép vào cái group. Cái thứ 8 là các bạn phải gì à? Ok chưa? Phải tập trung làm. Đã ra kinh doanh đam mê, phải tập trung làm hết mình cho cái công việc của mình. Phải làm hết mình cho công việc của mình. Cảm ơn bạn Trần Thị Thơm, ngày mai các em nó giao sách cho em. Đó. Ra kinh doanh không có cái chuyện mà, chào bạn Trần Trường. Ra kinh doanh không có cái chuyện mà mình nhiều, các bạn đã làm kinh doanh không có tập trung cho cái công việc của mình, mà lo đi uống cà phê, lo bắt tập trung thì thời gian đâu mà làm cho công việc của mình. Đó. Bởi vì sao? Những ngày đầu ra làm kinh doanh là bạn rất là khó khăn. Khó khăn cái gì? Đó. Bạn không có tiền mướn nhân viên, bạn không có đủ tiền mướn nhân viên, bạn phải làm tất tần tật mọi thứ. Bạn nói ra là sale bạn cũng làm, marketing bạn cũng làm, giao hàng bạn cũng làm, rồi đi tìm kiếm khách hàng bạn cũng làm, rồi nghiên cứu sản phẩm rồi bạn cũng làm, tất tần tật bạn vẫn làm. Chào bạn Quỳnh Anh, chào bạn Tony Châu, tất cả là bạn phải làm hết. Nó là mới ngày đầu rồi là phải tập trung. Bạn phải làm việc một ngày tới 14 tiếng, nhưng phải làm một việc một ngày 8 tiếng mà không phải là 10 tiếng, một ngày 14 tiếng. À, bởi vì quá nhiều việc để làm, và doanh nghiệp bạn nó mới có một mình bạn à, hoặc là có 1-2 nhân viên thôi. À, bạn phải làm tất cả mọi thứ, nó rất là hỗn độn, rất là nhiều việc. Nhưng mà những bạn có đầy bạn nhưng không có tập trung, đi học lớp này, đi học lớp kia, những cái lớp phục vụ cho kinh doanh, đi ra khởi nghiệp không lo ra khởi nghiệp, đi học lớp và tìm lại chính mình. Rồi thứ gì khám phá bản thân, nói chấm lên tùm lum. Những cái ông mà không ra khởi nghiệp được thì ổng nói là ổng phải đi học mấy cái lớp đó để tháo gỡ con người của họ. Nhưng mà nói cái khám phá bản thân tốt nhất á là bạn tập trung, bạn làm rất là sâu là bạn đang khám phá bản thân bạn đó. Bạn tập trung, bạn làm cái công việc rất là sâu là bạn đang khám phá bản thân đó. Bạn muốn tìm kiếm đam mê thì bạn cứ tập trung làm hết mình đó, nghĩa là tìm kiếm đam mê đó. Chứ phải đi học cái lớp khám phá bản thân, rồi đi học lớp tìm kiếm đam mê, rồi mới ra đam mê. Rồi về rồi không biết mình đam mê cái gì. Lòng vòng, mất tập trung. Tập trung vào công việc, làm hết mình cho công việc. Khó khăn gì tháo gỡ đó là bạn đang gì? Bạn đang khắc phục hàng loạt cái tính cách và con người của bạn nó ở trong đó. Nó là chúng ta phải làm rất là chăm chỉ và siêng năng, phải tập trung hết lực cho cái công việc của mình, phải đeo bám mục tiêu và làm cho mới được, phải rất là kiên trì, vô cùng tập trung, phải rất là kiên nhẫn, sử dụng toàn bộ ý chí của mình vào đó. Trong vòng 2 đến 3 năm là cái doanh nghiệp bạn nó sẽ bùng nổ ngay. Rồi cái thứ tiếp tục là gì ạ? Cái thứ mấy các bạn? Cái thứ 9 đúng không? Cái thứ 9 thì làm gì? Là chúng ta phải biết tận dụng những cái kênh quảng cáo miễn phí. Chúng ta tận dụng toàn bộ những cái kênh quảng cáo miễn phí. Chào bạn Nguyễn Hàm Hiệp. Vâng. Mới ra khởi nghiệp thì nhiều người cứ lên Facebook rồi đổ tiền chạy quảng cáo, rồi nói em là hở lớp này không ra đơn hàng, và đầy những cái kênh miễn phí khác mà bạn lại không chịu tập trung. Là phải biết tận dụng những cái kênh quảng cáo miễn phí nhiều lắm. Ví dụ như là những cái hội thảo gì đó nó tổ chức miễn phí, bạn phải đến đó và bạn tìm cách bạn như thế nào bạn tìm cách bạn phát rồi rồi bạn tìm cách gì? Bạn phá những cái nem cạc. Rồi bạn tìm cách gì? Bạn đứng lên, bạn phát biểu. Và trước khi bạn phát biểu, lớp ông thầy ông hỏi vậy thì bạn đứng lên, bạn phát biểu. Và khi bạn đứng lên, bạn phát biểu mà cái lớp nó đang 100 người, thì bạn chỉ cần nói 2-3 phút thôi là người ta biết về bạn rồi. Rồi sau đó ra giờ vậy là nhiều người họ sẽ liên hệ với bạn. Facebook cá nhân là cái kênh miễn phí, bạn phải chia sẻ cái Facebook cá nhân. Rồi bạn như thế nào những cái báo nó có những cái mục miễn phí thì chúng ta phải tận dụng đó. Những trang blog miễn phí chúng ta cũng tận dụng. Cái kênh YouTube hiện tại nó đang miễn phí, bạn có tận dụng chưa? Nhiều lắm.
nhưng nói ra nói rất là nhiều, nhiều kênh miễn phí vô cùng. Thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta tận dụng rất là nhiều kênh, hoặc là khách hàng họ đã mua hàng của mình thì nhờ họ quảng cáo lại khách hàng cho mình cũng đã có kênh miễn phí. À, nhờ họ giới thiệu khách hàng tới cho mình, email cũng là cái kênh miễn phí. À, nhiều lắm. Đây là chiến lược của người làm kinh doanh, phải biết quảng cáo miễn phí. Bạn đã khai thác hết những cái kênh quảng cáo miễn phí này chưa? À, hay là cứ suốt ngày đổ cho Facebook, đổ cho Google rồi nói nó tại sao nó mắc quá, tại sao nó như vậy? À, thì cái đó là hoàn toàn không chuẩn. Cứ đổ tiền rồi, thậm chí có những người ra làm kinh doanh thì suốt ngày ở trong xưởng không biết quảng cáo là gì, không bao giờ chịu quảng cáo. Các bạn thấy thú vị không ạ? Rất là thú vị. À, nó là rất nhiều kênh để chúng ta có các khách hàng. À, bạn nào muốn biết hơn thì các bạn đi về Bidding, ở trung tâm Bidding mình, trong các lớp học mình sẽ tổng kết những cái chiến lược, những cái kênh nó rất là rõ ràng để cho các bạn làm. Và cái thứ 10 đúng không? Cái thứ 10. Cái thứ 10 là bạn phải sẵn sàng cho cái kế hoạch dài hạn là 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm. Chứ đừng cứ kinh doanh theo cái kiểu kinh doanh theo cơm bữa. Như thế nào là kinh doanh theo cơm bữa? Có những bạn ra làm kinh doanh cũng rất là tập trung, nhưng mà chạy Facebook có khách hàng tức là thấy là sướng rồi đó, sướng rồi đó, có khách hàng là sướng rồi đó, tức là gì? Nghĩa là kênh Facebook là ok rồi, là số ngày cứ Facebook, mà họ quên rằng họ phải đầu tư cho các cái kênh khác nữa. Họ quên mất đi, có được cái một kênh có khách hàng là vui rồi đó, hoặc là mở ra cái hàng ngồi đúng cái mặt tiền đó có khách hàng là vui rồi đó, sáng ngày là bán phở thôi. Không có một cái cách dài hạn là ra kinh doanh là một kênh không có đủ, mà chúng ta cần phải có một kênh rồi chúng ta phải làm mừng, chúng ta phải rất là hạnh phúc là bởi vì nó có kênh đó rồi, chúng ta lại tiếp tục đi xây dựng cái kênh khách hàng mới, cái kênh thứ hai, rồi chúng ta tiếp tục xây dựng cái kênh thứ ba, tiếp tục xây dựng cái kênh thứ tư, chứ không phải là tự nhiên có khách hàng rồi mừng rồi ngồi đó rồi vui thôi. Rất là chủ quan. Đây những người ra vậy suốt ngày cứ ngồi Facebook bán, tới một ngày cái Facebook hết khách hàng kia. Ủa sao kinh doanh lúc này nó khó khăn vậy? Kinh doanh không có kế hoạch dài hạn, rất là chủ quan. Không có suy nghĩ bạn, nếu mà các bạn làm như vậy thì các bạn giống như những cái người mà con buôn á ở ngoài chợ Bà Chiểu đó, y chang những con buôn ở ngoài chợ Bà Chiểu á, mướn cái sạp ở trong chợ rồi suốt ngày ngồi có khách tới rồi thế là xong. Hôm nào đường nó chặn khách, nó không tới được chợ, cứ ngồi rên rỉ rồi đốt quăng vậy đủ thứ hết. Rồi bắt đầu cúng vái ông lìa rồi luôn tốn. Ông lìa làm sao mà ông giúp các bạn có khách hàng được, khi mà chính các bạn làm biết, các bạn ngồi các bạn không có làm. Ông lìa làm sao giúp bạn được, suốt ngày cứ không có khách hàng là vô thắp nhang vái ông lìa để cho ông yên đi. Bạn làm biến, bạn không biết cách bạn tìm khách hàng, bắt ông địa đi tìm khách hàng cho mình thì sao được. Làm ăn là phải chăm chỉ chứ, là phải luyện, là phải biết những kỹ năng để mà làm chứ. Làm ăn cái kiểu gì mà suốt ngày cứ đi nhờ ông địa làm sao để con có khách, rồi cúng ông bà, nhờ ông bà ký khách, ông bà đã sinh ra chúng ta rồi, đã nuôi chúng ta ăn lớn rồi, bây giờ ông bà đi qua bên kia thì để cho ông bà nghỉ đi, còn bắt ông bà rồi cúng ông bà lên rồi kêu ông bà phù hộ cho con có khách. Các bạn kinh doanh cái kiểu gì kỳ lạ vậy? Ông bà đi ngủ, ông bà đi nghỉ rồi mà còn bắt ông bà lên kiếm khách cho các bạn kinh doanh cái kiểu vậy? Mình còn trẻ, mình còn sống thì mình phải biết cách kiếm khách hàng chứ. Nó là kinh doanh mà không biết đó là bắt đầu là làm những cái chuyện gì đâu không à? Nào là đi cúng thiên cúng địa, rồi đi xem phong thủy, đi xem hướng. Chừng cuối cùng á, cuối cùng là không có kiến thức thôi, không chịu làm thì lúc có khách hàng thì cứ ngồi chơi, còn lúc có khách hàng thì bắt đầu lay quay qua quay lại cúng búa xua. Các bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta làm ăn như vậy là không được, hãy xem lại cách chúng ta làm để chúng ta biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình livestream tối hôm nay. Hôm nay mình bận quá mình không livestream được, tối hôm nay mình mới livestream được. Hy vọng là tối mai mình cũng livestream được.
Và bạn nào mà chưa có sách thì các bạn mua sách của mình. Bạn nào mà đã đọc sách của mình rồi thì hãy giới thiệu sách của mình đến cho những người làm kinh doanh khác các bạn ha. Vì các bạn sẽ gieo duyên đó. Các bạn nói với họ là liên hệ để mua sách. Cái đó là cái cách các bạn gieo duyên đó. Mình viết quyển sách ra là mình cũng mục đích là mình gieo đến những cái gì mình biết. Livestream đây là cũng mục đích là mình gieo đến những gì mình biết đến cho các bạn. Các bạn thấy sách thì không có lãi nhiều, một quyển sách nó cứ ti thôi. Đầu tư viết sách rồi đó. Bán quyển sách thì thấy nó vui vui. Bạn nào đọc thì các bạn làm ăn được thì cái điều đó nó rất là tốt. Nên các bạn cũng gieo duyên, mình cũng gieo duyên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối thứ 5 tuần này là có cái lớp khởi nghiệp kinh doanh miễn phí. Thì các bạn nào ở gần đây thì hãy đi học cái lớp đó, hoàn toàn miễn phí. Các bạn nào muốn học thì cứ inbox số điện thoại cho mình. Thứ 7 chủ nhật tuần này là lớp bán hàng. Mình giúp cho bạn có những cái kỹ năng bán hàng giỏi. Cái cách làm sao để chốt sale giỏi, cái cách làm sao xây dựng cái hệ thống quy trình doanh nghiệp, cái cách làm sao xây dựng đội ngũ bán hàng, cái cách làm sao mà chúng ta xây dựng công thức, chúng ta huấn luyện, là chúng ta trao lại đó nó cho nhân viên. Khoảng đầu tháng 10 thì mình có cái lớp đầu tư. Cái lớp đầu tư, bạn nào có 1.000 đô, 2.000 đô mà bạn muốn một ngày có được vài đô đều thì các bạn liên hệ với mình. Một tháng mình sẽ đảm bảo cho các bạn lãi khoảng từ 5-7% trong một tháng. Nó rất là tuyệt vời các bạn. Mình đã chia sẻ rất là nhiều bạn rồi. Tiền tư thốc thật đi về cái tài khoản của các bạn thôi. Cái này là mình đã trải nghiệm từ lâu rồi. Những người không tin thì kệ họ. Còn mình làm thì mình vẫn cứ làm. Làm tiền tư thốc thật luôn. Bạn nào quan tâm những này thì các bạn inbox cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Và tối mai mà mình đi về kịp thì mình sẽ livestream cho các bạn tiếp. Bye bye các bạn nhé. Bye bye các bạn.